Thưa quý vị, sau những ngày mưa ẩm kéo dài, hôm nay miền Bắc chuyển tạnh giáo, thậm chí nhiều nơi còn xuất hiện cả nắng nhẹ. Nhưng trạng thái tạnh giáo này sẽ không kéo dài lâu. Từ đêm nay, khối không khí lạnh sẽ suy yếu và di chuyển lệch ra biển. Gió trên khu vực Bắc Bộ sẽ chuyển sang trường gió đông đến đông nam, độ ẩm vì thế gia tăng. Các tỉnh thành phía đông Bắc Bộ ngoài tình trạng mây nhiều thì khoảng gần sáng và ngày mai sẽ trở lại với tình trạng sương mù. Tuy nhiên, mưa thì chỉ mới xuất hiện ở khu vực ven biển, nơi mà đón lượng ẩm lớn. Trong đêm nay, nhiệt độ vùng núi và trung du chỉ từ 11 đến 13 độ. Khu vực đồng bằng nhiệt độ từ 13 đến 14 độ. Sang ngày mai, mức nhiệt vùng núi sẽ vẫn thấp, chỉ từ 15 đến 17 độ. Vùng đồng bằng nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Với mức nhiệt như vậy, toàn vùng vẫn ở ngưỡng rét. Riêng khu vực vùng núi và trung du sẽ quay trở lại với trời rét đậm, có nơi rét hại. Với miền Trung, đêm nay và ngày mai chịu ảnh hưởng cùng lúc của hai hình thái gây mưa. Trong khi vùng từ Nghệ An trở vào cho đến Quảng Ngãi chịu tác động của không khí lạnh, thì vùng từ Bình Định trở vào cho đến Phú Yên lại chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông. Dưới tác động của khối không khí lạnh trong đêm nay và ngày mai, dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, có mưa, mưa nhỏ. Nền nhiệt miền Trung cũng có sự khác biệt đáng kể. Vùng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mức nhiệt ngày mai chỉ từ 17 đến 18 độ, cận ngưỡng rét đậm. Trong khi ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai dao động từ 19 đến 22 độ, trời rét. Vùng từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 25 độ, trời lạnh. Còn ở khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, mưa nắng gián đoạn, nhiệt độ cao từ 26 đến 30 độ. Ở phía Nam trong ngày mai, nhiễu động gió đông vẫn còn duy trì, vì thế Tây Nguyên cục bộ còn có nơi có mưa, còn ở Nam Bộ vẫn có mưa rải rác ở khu vực miền Tây. Những cơn mưa về chiều và tối được dự báo dù không quá lớn, chỉ dưới 5mm, nhưng nó cũng làm cho nắng trong ngày yếu đi. Kéo theo nhiệt độ Nam Bộ cũng giảm xuống dưới mức 34 độ, nên không còn điểm nào đạt ngưỡng nắng nóng nữa. Còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Trên biển, ảnh hưởng của nhiễu động gió đông, khu vực biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng phía nam của Biển Đông, khu vực biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Ngoài ra, ở khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau còn có gió đông bắc mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6 khiến biển động nhẹ. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.